vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Quảng Yên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023. Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ bối cảnh gia đình. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thu Hằng, Phó Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đồng chí trong ban cũng về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Hay, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Văn Hào, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lưu Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên, kính thưa đồng chí Nguyễn Thu Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Gia đình Xã hội Kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị xã hội, kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở các xã phường trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý và nhân dân thị xã Quảng Yên, thực hiện kế hoạch số 88 ngày 22 tháng 2 năm 2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh. Hôm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, biết bao
chiều người ngày thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay sực lửa. Thôi lắng nghe, thôi lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.